ra chợ đem bọc đồ ra chợ đổi cá 50.000 cái gì khó ăn Dạ. chưa có tiền. Dạ. Là bọc bọc gì đi gom bọc dễ hả? Đi mua bọc đó rồi để dành, Dạ. rồi đem ra chợ rồi đổi cá 50.000 vậy đó, rồi đem về ăn Dạ. khổ tới gì đó. Vậy ha, bình thường có ăn tương không? Có chứ. Vậy hả? Dạ Dạ, vậy là một tháng gì ăn tương được mấy ngày vậy? 4 ngày. Tháng ăn tương mấy giờ? 4 ngày ha. Dạ Từ từ thì cố gắng lên lớp dạ ha. dạ Dạ. Tội nghiệp quá, thương quá quý vị. Gia đình của cô thì rất là khổ nha quý vị. Ở nhà này chỉ ở tạm bợ của bà con, người ta thấy thương, người ta cho ở đậu nhờ. Cô đạo Phật giáo Hòa Hảo không? dạ Vậy ha. dạ Ngày cúng lại được mấy thầy con? tôi lại giấc chiều không à, Lại giấc chiều giấc luôn 8 ha. giờ 8 giờ tối. Dạ, có để chân dung Đức Thầy ha. Dạ Ở đây thì có chân dung Đức Thầy, không có tấm trần đỏ cửu quyền. dạ Dạ, nhưng mà đạo vậy bên để Hòa Hảo đơn sơ vậy đó chú cô à. vậy ha, tại Dạ nhà ở tạm hả con? dạ Dạ. À, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. À, lời nói đầu tiên, Châu Phú thân ái kính chào quý cô chú anh chị và các bạn. Thì kính thưa quý vị, hôm nay Châu Phú nhận được cuộc gọi là có một hộ gia đình hai chị em không có nhà cửa để ở, thì được ở cô chú ở địa phương, người ta thương, người ta cho ở nhờ một căn nhà. Thì hiện giờ hai bên vách thì cũng bung hết trơn quý vị, thấy là chắc mưa tạt. Nhưng mà đặc biệt có một cái là không có tiền mà để xây sở trong cái mùa dịch bệnh như thế này. Hai người người nào cũng mang căn bệnh chân. À, chào chị nha. Dạ, thì chị hôm nay chị gọi cho em á, chị gọi hổm gậy rất là nhiều lần rồi. Thì chị xin phép được Châu Phú mời chị giới thiệu cái tên của chị là tên gì và vì sao mà chị gọi cho em á. À, chị thì tên tên Thu, chị đi Dạ. bán cà phê chợ Kim Đào mình nè. Dạ. À, chú ơi, hoàn cảnh của dì hai với chú đi nào thì cũng đáng thương dữ lắm. Dạ. Nó là ngay người ta nghèo mà người ta sạch, thấy không? Người Dạ. ta không có mà xin xỏ ai trơn á. Dạ. Ai mướn gì thì dì hai đi làm nấy. Dạ. Đó, kiếm đồng xu để nuôi em, còn chú Út thì không có đi nổi. Dạ. Đó, có hai chị em à, nhà thì ở đậu ở mướn người ta. Dạ. Ờ, như chị thấy hoàn cảnh chị không có nổi, chị thì chị cũng không, chị giúp lời thôi chứ chị không có giúp của được. Dạ. Chị cũng không giàu có gì, nhưng mà chị nhờ chú Phú là ấy xét lại gia đình của dì hai. Chú Phú giúp đỡ được cái gì thì chú Phú giúp Dạ nha. dạ À, cảm ơn chị. chị cũng cảm ơn chú Phú trước. Dạ. Dạ. À, vâng, kính thưa quý vị, thì do tình hình dịch bệnh quý vị nên Châu Phú phải đeo khẩu trang chung với tất cả mọi người, mình chấp hành chung, vì lỡ mà lây bệnh một cái là tiêu luôn ha. Chết chùm luôn dạ đúng dạ rồi. dạ bởi vậy bây giờ là tình hình phải bịt khẩu trang, mong quý vị thông cảm nhé. Thì qua đây Châu Phú mời quý vị và các bạn đi thăm nhà của cô Nguyễn Thị Mì. Nguyễn Thị Mì Niên. Ồ, tên dài quá quý vị ơi. Nguyễn Thị Mì Niên và 71 tuổi, sống chung với người em là thứ Út, là Châu Phú gọi là chú Út, 60 tuổi quý vị. Thì hai chị em hiện giờ là không có nhà cửa mà ở đậu một cái căn nhà của bà con thương tình cho ở. Thì nay Châu Phú mời quý vị và các bạn hãy đồng hành cùng Châu Phú để đi vào thăm hộ gia đình này nha quý vị. Dạ. Dạ con chào cô nha. Đất đồng. Dạ, dạ chào cô, dạ mô Phật. Mô Phật. Dạ, thì thưa cô, hôm nay con đi đến đây con thăm cô, được biết là gia cảnh của mình đang gặp khó đó. Thì trước tiên thì con nhờ cô giới thiệu là cô tên gì ha? À, Nguyễn Thị Mì Niên. Dạ, Nguyễn Thị Mì Niên ha, bao nhiêu tuổi cô? 71 tuổi. 71 tuổi ha. À, Hiện giờ cô sống đây với ai? sống với thằng em Út. Dạ. Rồi xe này là cái xe hàng ngày cô hay đi đó hả? Đi hái rau về bán. Cô bình thường là cô đi hái rau ha. Hái rau với chở củi. Chở củi về đang chậm ha. Dạ. Cái xe này cô mua hay gì hay là ai cho đây? Cái xe này lâu đời lắm rồi. Vậy ha. Ừ. Dạ. Rồi bây giờ là cô sống với em Út ha. Có À, con gì không cô?
có hai đứa con mà nó bằng, nó ăn ngày nào nó ăn ngày nấy à, chứ nó không có được dư, nó giúp mình vậy ha. Rồi con cô sống ở đâu hả? Con cô sống ở đâu? Ở ngoài Long Xuyên á. Vậy ha. Dạ. Ở ngoài Long Xuyên ha. Ừ. Nhưng mà con cô thì cũng khổ hay sao? Khổ, đi bằng hồ á, mà ngày nào ăn ngày nấy. Dạ, có con cháu gì đông không? Cháu có hai đứa mà nhỏ xíu gì nè. Vậy đó ha, vậy là lo cho gia đình cũng không xong nữa ha. Dạ. Rồi có thường hay cho tiền cô không? Nhiều khi á, cho 50 thì có, lâu lâu mới cho 50. Vậy hả cô? Là cô hai có hai người con ha. Rồi bây giờ là tình hình cô sống chung với chú Út hả? Đi con mời vô trong nhà thăm gia đình mình ha. Rồi vậy con mời cô vô nhà nha. Dạ chào chú Út nha. Sao đây, bình thường chú Út có đi làm gì không? Có làm đâu, từ năm mấy tuổi tới 60 tới giờ là liệt luôn rồi. Vậy hả? Cái giò chú bị liệt hai giờ, nó không phải là nó lúc là chú còn làm được nhưng mà làm không nổi. Còn làm được mà làm không nổi hả? Có nghĩa là nó liệt. Hồi đó chú làm trên công ty Nam Việt á. Rồi chú bị bệnh sao vậy? Nó bị cái gì nè, kêu bằng cái gì tôi quên rồi nè. Chứng giấy. Tao mổ chứng giấy xong. Dạ. Rồi bố ơi, nó làm bên này nè. Vậy chắc bị ung thư tinh hoàn quá hả? Không phải, tao bị... Rồi giờ vậy là đâu có đi được rồi, phải không? Đi được chứ. Không đi làm thì đi thì được, nhín nhít vậy chứ đâu có đi làm được ha. Đâu có đi làm được. Dạ. Đi làm được chứ bộ. Đây vậy con mời chú vô nhà ngồi ha. Bữa nay con tới nhà thăm gia đình để mà hỗ trợ cho một số tiền để trị bệnh và mua gạo dự trữ trong mùa Covid này nha. Dạ. Cảm ơn con. Tao bây giờ là 60 tuổi rồi mà còn đi cái gì đó. Đi em mời chị vô luôn ha. Dạ. Dạ thì thưa cô, chú Út là hiện giờ bệnh làm không có được rồi. Thì như thế đó thì cái cuộc sống của cô á, hiện giờ là cô đi làm gì để mà lo cho chú Út? Đi bằng cỏ mướn rồi vậy chứ không có gì hết trơn. Dạ, cô đi làm cỏ mướn ha. Dạ. Rồi dạ chục ngàn bà nuôi cô chị hai, bà nuôi em Út bà. Dạ hai chị em mà cu mang nhau vậy đó ha. Cô thì 71 tuổi còn chú thì 60 vậy đó ha, mà không có ai lo hết. Khổ lắm chú Phú ơi, có hai đứa con mà đi bằng hồ thì nó không đủ lo vợ con nó nữa, có đâu tới nuôi tôi hai chị em tôi. Dạ. Rồi. Tôi bư hoào kiếm ăn sống hàng ngày vậy. Dạ. Rồi ngoài ra cô đi làm cỏ vậy đó, đi về là có hay làm gì nữa không? Không có làm gì hết trơn. Vậy hả? Rồi con thấy ở trước cửa này có mấy cái lon đồ này kia tùm lum chứ. Đi dọc đường á. Vậy hả? Thấy bả lụm. Đây nè hả, chai lon rồi đây hả? Đi dọc đường á, với đi là chợ gặp rồi lụm. Vậy hả? Dạ. Là cô đi chợ cô gặp cô lụm đi về đang để dành bán gì đó ha. Để dành lâu lâu cái bán lần vậy. Dạ. Rồi bán lần gì được nhiều tiền không cô? Dạ chục ngàn hả. Vậy ha. Dạ. Rồi hiện giờ là khi mà gia đình của cô khổ như vậy nè, rồi cái nhà này sao, của ai? Cái nhà này ở đậu người ta. Nhà là của người ta cho ở đậu ha. Dạ. Có đóng tiền đóng bạc gì không vậy? Không có đóng chú Phú ơi. Dạ. Ta thấy chị em nghèo người ta không có lấy tiền. Dạ. Tốt quá. Mạnh thường quân này cũng giúp đỡ cho được cái nhà để mà tránh cơn phong vũ này cũng đỡ quá trời luôn. Dạ. Thì thưa cô, hôm nay con đến đây thì thấy gia đình mình gia cảnh thì hiện giờ đang gặp khó quá. Con cũng sẽ hỗ trợ cho cô một phần để cho cô có thể mà lo bệnh của mình. Cái tay cô con thấy gung gung này là bị sao vậy? Hồi đó tới giờ là nó gung gì nè.
mà miếng ăn cơm vô hơi no thì nó đỡ, nó không gung. Dạ. Còn miếng đói thì nó gung. Vậy là giờ này đang đói ha. Sáng giờ có ăn gì chưa? Sáng nấu cháo ăn rồi đi mần nữa rồi mới gì đó. Là đi đi làm cỏ đó ha. Dạ. Ngày vậy là được nhiêu tiền vậy? Một tiếng đồng hồ 20. Vậy ha, rồi một tuần vậy làm được mấy bữa? Không có làm tuần đâu, làm gió vài ngày à. Vậy ha, lâu lâu vậy đi làm vài ngày đó ha. Quét lá xài vườn á. Dạ. Cái tay gung gung vậy là có nhức mỏi gì không mà đi làm? Không, không có nhức gì hết trơn á chú Phú ơi. Dạ. Rồi có đi khám thử chưa? Hồi đó tới giờ là hồi 50 tuổi tới giờ là. Mà gì có đi lại bệnh viện khám thử chưa? Tiền đâu mà khám. Đâu có tiền đâu mà khám chú Phú. Tiền đâu mà không đi có tiền. Là nó gung vậy nhưng mà chưa có tiền khám, để tới 50 tuổi tới giờ đó ha. Dạ. Rồi rồi chú cho tiền đâu mà khám. Ngày nào ăn ngày nấy. Hai chị em ngày nào ăn ngày nấy. Rồi tiền đâu mà đi khám bệnh. Khám bệnh đâu phải là chuyện đơn giản đâu. Chú biết mà. Vô nhập viện rồi chỗ này là 1 triệu mấy, gần 2 triệu 3 triệu tiền đâu. Dạ. Mình trước tiền hay là mình phải có tiền mua bảo hiểm. Bảo hiểm trước. Gì đó. Hai mấy cái khám nó mới giảm được. Tôi nói với chú gì nè. Dạ. Thì thưa cô, hôm nay con đi đến đây thì cũng coi cái hoàn cảnh của cô và chú Út vậy đó. Thì gặp quá khó khăn. Nên con cũng có nhận cái số tiền của Quý Mạnh Thường Quân để hỗ trợ cho những bà con nghèo gặp khó khăn bệnh tật ha. Thì con chị em tôi khổ dữ lắm chú Phú ơi. Dạ, con chích ra số tiền của Mạnh Thường Quân là tổng cộng là được 3.2 triệu. Thì để cho cô có thể là mua thuốc thang để mà uống trị bệnh và mua một số gạo mì để dành trong cái mùa dịch này hả cô. Dạ. Bình thường có hay niệm Phật gì không cô? Có. Vậy ha. À, chú có thường hay niệm Phật không? Bất giảng lại đó. Vậy ha, bất giảng hoài vậy đó ha. Ừ. Dạ. Trời ơi, tối thì đi vô nghe giảng. Khổ lắm chú Phú ơi. Dạ. Trưa này nghe giảng đi rồi. Nghe giảng mà có niệm Phật thường không? Chứ không thường. Vậy ha. Chú niệm Phật là Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô là Phật, Nam Mô là Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ, rồi ngày cúng lại mấy thời? Không, chú không có biết cúng. Vậy ha. Dạ, dạ, chào chị nha. Chú không có biết cúng. Chú chị niệm Phật gì đâu. Chú dạ, không dạ, không dạ. À, chị gần đây hả? Đây nè đó, sát bên nè, tối ngày giúp đỡ gì nè. Vậy đó ha, chị là ở bên sát bên đây đó ha. Đó. Xéo xéo bệnh đó ha. Rồi thấy hoàn cảnh này sao chị? Khổ, kiểu như bơ ở tạm nhà, nhiều khi anh đó anh muốn vô cắt nhà giờ nào thì hai chị em phải ra đi. Dạ. Con cái cuộc sống bây giờ đang khó khăn. Dạ dạ dạ. Ok, vậy đó, rồi mặn gì? Rồi. Kêu nhà mấy thấy gì nghe chị hai nói. Dạ. Mấy năm mấy chị hai gán kim thuốc giúp giùm. Dạ. Thì đó điện em hoài nhưng mà cỡ này dịch bệnh em không có đi vô được. Ha. À, được nó. Dạ dạ dạ. Đây, tôi thì cuộc sống ở không. Dạ dạ. Giúp nhẹ nhẹ thôi chứ. Dạ. Thì tôi giúp không có nổi. Rồi thì em cảm ơn chị nha. Dạ. Vâng, kính thưa quý vị, thì trở lại với cái chủ đề của Châu Phú là Châu Phú sẽ đọc ra cái danh sách của Mạnh Thường Quân để mà cô chú có thể mà niệm Phật mà hồi hướng những cái công đức gửi đến với Quý Mạnh Thường Quân nhé quý vị. Dạ. Thưa cô, người thứ nhất là chú Minh La 500.000. Thứ hai là chú Trần Văn Ngọc và cô Trần Khả Châu 500. Thứ ba là chị Thủy Châu 500. Thứ tư là chị Dung ở Mỹ 500. Thứ năm là Zalo Kim Yến 200. Zalo Kim Yến 200 này là hết sổ rồi nha. Zalo Kim Yến. Thứ sáu, chị Ngọc Mai, chị Ngọc Mỹ và chị Dung Gen 500. Thứ bảy là chị Lê Thị Huệ 500. Như vậy là con sẽ hỗ trợ cho cô chú là số tiền 3.200.000 ha. Thì qua đây thì con cũng mong cô chú là sẽ niệm Phật ha, để mà hồi hướng những công đức lành đến Mạnh Thường Quân, và cũng có thể là mình niệm Phật để tiêu tan giải nghiệp, để cho cuộc sống của mình nó sẽ được khỏe hơn hết không. Dạ dạ dạ. Dạ cho con gửi cho cô là số tiền là 3.200.000. Dạ.
Dạ. Cảm ơn chú Phú, chú Phú. Dạ, thì qua đây thì cô có lời nào gửi đến quý Mạnh Thường Quân không? Cảm ơn Mạnh Thường Quân. Cảm ơn Mạnh Thường Quân. Giúp đỡ gì đó. Giúp đỡ tôi, chị em tôi khổ dữ lắm. Dạ. Giúp cảm ơn Thú. Không, chú không, ơi, không, ơn, không. Con thì khỏi, chỉ là con chỉ mong cô con làm cho đúng cái nhiệm vụ của con vậy đó. Yeah. Thì con mong cho cô với chú cố gắng niệm Phật để tiêu tan giải yeah. nghiệp của mình thứ nhất ha. Còn, thứ hai nữa là có thể hồi hướng những cái công đức đến Mạnh Thường Quân, tại vì người ta đặt cái niềm tin vào mình. Yeah. Ta muốn cho mình đó là sẽ khỏe, sẽ hết bệnh và yeah. cuộc sống sẽ tốt hơn. Yeah. Mà nếu mà cô chú mà muốn tốt hơn thì chỉ có nương vào cửa Phật niệm Phật. Yeah. Thì được Phật gia hộ cho mình hết bệnh mình mới có thể đi làm được để kiếm tiền. Yeah. Vậy đó cô. Yeah. Và qua đây chú có đôi lời gửi đến mọi người xin Mạnh Thường Quân chú. Có. Dạ. Chú có đôi lời gửi Mạnh Thường Quân, cảm ơn Mạnh Thường Quân hỗ trợ cho chị em chúng tôi. Dạ. Yeah. Chúng tôi rất là mạng ơn, rất là cảm ơn Mạnh Thường Quân. Dạ. Yeah. Không biết ngày nào tôi trả ơn lại chuyện đó. Dạ. Yeah. Cảm ơn Mạnh Thường Quân rất nhiều. Dạ 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 rồi con cũng chân thành cầu chúc cho cô chú có một sức khỏe thật là tốt ha. Yeah, để có thể đi làm được để kiếm tiền lo cho cuộc sống của mình. Yeah. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Vâng, kính thưa quý vị, thì sau khi Châu Phú trao số tiền thì cô xúc động và khóc quý vị ơi. Thì Châu Phú cũng xin chúc cho cô chú có thật nhiều sức khỏe, an lạc, an vui. Nguyện cầu cho cô chú sẽ có một cái sức khỏe tốt để có thể đi làm việc tiếp tục nha cô chú. Dạ dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Vâng, kính thưa quý vị, thì video của Châu Phú đã dài, Châu Phú cũng xin chào và tạm biệt quý vị tại đây. Và không quên cầu chúc cho toàn thể quý vị và các bạn có thật nhiều sức khỏe, an lạc, an lành, an vui trong cuộc sống nhé. Thân ái kính chào và tạm biệt nhé.